Ôi, chân mày bị làm sao đấy? À, thì tối hôm qua tao lỡ trượt chân té cho nên bầm hai đầu gối thôi mà. Ngã kiểu gì mà lại bầm đúng hai cái đầu gối? Thì ngã bình thường thôi. Nè, không tin hả? Coi đi. Lạnh thế nhở? Sao tự dưng lạnh thế nhở? Mà nhắc nó nhớ nha. Nãy giờ tự nhiên thấy mày choàng khăn, thấy bình thường mà nóng muốn chết luôn á, có lạnh lẽo gì đâu. À, hôm qua ấy là ông ba nhấp ấy, ông ấy cứ mở điều hòa to, thế là tao mới bị cảm. Hôm nay mới phải đeo khăn kiểu bị đau họng. Đau họng cỡ nào? Tao coi coi. À, chứ không phải là tối hôm qua ông ba nhấp ổng đổi cái thế tiên ông trồng củ cải cho nên mày mới bị bầm dập ở ngay cổ đúng không? Chứ không phải là ông Giang ông đổi sang cái thế la hán đẩy xe bò cho nên là mày mới bị bầm hai đầu gối à? Thì thật ra là cho ổng ăn có mấy con hào tối qua thôi mà ổng sung muốn chết luôn mẹ. Chị hả? Còn mày sao? Ủa sao người mày không có bầm chỗ nào hết vậy? Hay là mày giấu cho tao coi đi. À, tao có điện thoại rồi, tao ra ngoài ngay xíu nha. Nhiều hơn mới được. À, chị ơi, mày làm gì ở ngoài đó ồn ào vậy? À, tao vô liền, tao vô liền. Làm gì lâu thế? Có làm gì đâu. Trời ơi, nãy giờ mới thấy đó nha. Thấy gì? Sao mặt người của mày bầm nhiều dữ vậy? Trời ơi, bao nhiêu nhấp mới được như này? Bao nhiêu tư thế mà bầm được như vậy? À, làm nhiều tư thế lắm, tao không nhớ hết nữa. Trời ơi. Dạo này buôn bán ế ẩm quá mày ạ. Không biết làm gì cho thoát ế. Tao live stream bữa giờ mà chả có đứa nào chốt đơn hết trơn á. Quải quá mày ơi. Dạo này làm ăn sao rồi mày? Tao hả? Tao thì làm chơi chơi mỗi tháng bình quân khoảng 100 củ. Còn mà căng căng á thì 200 củ. Ủa, bạn sao? Tao thì cũng tầm tạm thôi, làm cực lực lắm á nha thì cũng được khoảng 300 củ. Phải rồi. Cái nghề của mình mà làm thời vụ chứ đâu có như người ta đâu. Nếu mà hên hên trúng vụ á, để dành ăn cả năm luôn. Còn mà xui xui vài trăm củ lai rai ăn mỗi tháng qua ngày chơi. Chào hai anh ạ. Chào hai em. Chào hai em. Bọn em có thể làm quen với các anh được không? Thôi rồi quá được đi chứ. Nãy á, em nghe nói tụi anh làm mỗi tháng 100 tới 200 củ gì đó. Cho tụi em làm với được không? Trời ơi, đúng lúc quá. Tụi anh còn đang thiếu hai slot nè. Hay là ngày mai hai tụi em làm luôn nha. Thật ạ? Thật chứ. Chỉ có cần nhiều vốn liếng không anh? Vốn liếng cái gì em ơi? Chỉ cần có sức khỏe là được. Là sao ạ? Cũng đơn giản lắm. 4 giờ sáng em đánh răng rửa mặt xong thì em vác cày ra ngoài ruộng cuốc đất. Cuốc từ sáng tới 12 giờ trưa. Em nghỉ. Tới 1 giờ cuốc tiếp tới chạng vạng 6 giờ thì em về. Mà cuốc như vậy tới chừng nào mà đất nó tơi xốp á, cái mình gieo giống. Gieo giống xong cái mình tưới nước. Rồi em chờ khoảng 10 bữa nửa tháng nó đâm chồi nảy mầm lên, cái em đam thu hoạch. Đó, mà không phải trồng một mảnh đâu, phải trồng nhiều mảnh thì mỗi tháng bình quân hốt 100-200 củ là chuyện bình thường á. Đúng rồi. Sẵn tiện đây có đem hàng theo là gửi mấy em vài củ khoai lang ăn lấy thảo chơi. Khoai lang mập đó nha. Cái này á mà nướng một cái ha nó ngon.
một ba treo chiếc chó vậy. Ê vậy hai em, ngày mai là mình tiến hành đi làm luôn ha. Để bọn em suy nghĩ đã. Trời ơi, suy nghĩ gì, lời chết. Vô anh. Vô. Kim à, mình đã quen biết nhau được 3 ngày rồi đúng không em? Dạ. Nhưng anh luôn cảm thấy mình đã quen nhau từ 3 kiếp trước rồi đó em. Anh rất tiếc vì đã không gặp em sớm hơn. Thế nên anh có món quà tặng em. Quà? Ừ. Anh muốn tặng em chiếc nhẫn này. Trời ơi, đẹp quá à. Nhưng mà em không dám nhận đâu, đắt lắm. Anh đã khắc tên của em lên chiếc nhẫn rồi đó. Hy vọng là em sẽ thích. Kim à, tuy thời gian mình quen nhau chưa bao lâu, nhưng em hãy tin anh. Anh hứa sẽ là một người bạn trai tốt. Em làm bạn gái anh nha. Xin lỗi, nhưng mà anh không phải là mẫu người của em thích. Khoan đã, hay là anh đem chiếc nhẫn này về tặng người yêu tương lai hoặc đem bán đi. Em giữ lấy đi, vì chiếc nhẫn này đã có tên em trên đó rồi. Ở đây có 2 triệu, coi như là em mua lại chiếc nhẫn này. Chứ không em ngại đấy, không dám lấy đâu. Chúng ta vẫn là bạn. Là bạn em nha. Y như thiệt. Chứ sao mày? Nhiều ba 100k. Chuyện trăm đó đi. Nói hoài mà bớt nghèo. Rồi 80. 50. Ôi 50 không bán trời. Rồi 50 đi. Mới mua bông hết tiền rồi, 50 đi. Lần sau mua cho con cặp. Mua cặp? Ừ. Ủa ừ, luôn. Ok vậy là nói mà. Đây nè. Các tên gì? Kim. Kim. Mày nhiều tên mày. Kim. Sếp ơi, sếp. Sếp ơi, tụi em có cái này cho sếp nè. Đây là chai rượu Napoleon Banana. Dạ, còn cái chai này là chai Martin 107. Ồ, dạ. Ủa cái tên gì mà nghe là lạ mà quen quen ta. Dạ đúng rồi, hãng xe đạp chế ra chai rượu này. Thôi uống thử, uống thử. Ngon lắm sếp ơi. Đây, 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 đây. Rồi sếp dùng, đó. Dạ mời sếp dùng. Ơi, dạ. Cái gì chai rượu là tôi phái. Trời ơi. Ngon sếp, ngon, ngon, ngon. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Đó, một cái nữa. 2, 3. Vô. Ai sếp ha? Nó nóng từ trên nó nóng xuống dưới luôn. Uống được, ngủ được mà dậy không được. Rượu ngon. Quá ngon. Dạ. Thôi giờ mời anh ngủ uống một miếng nữa. Dạ. Dạ. Uống cho khỏe. Cảm đông đầy á, nó rót cả đầy pin luôn á. Để em nói anh nghe nè. Chỗ anh em thâm tình á, tụi em coi anh như là anh ruột vậy đó. Mới tâm sự với anh. Thằng sếp của em á, nó đè đầu cởi cổ. Cuộc đời nhân viên khổ lắm anh ơi. Tặng gói với anh luôn. Thì em với thằng Khứa này là làm chung công ty. Mà bị cái là sếp của hai người tao. À không, là sếp của hai người em á, nó mất dạy lắm, xin nó tăng lương rồi nó cự nó không chịu tăng hoài. Nói thiệt với hai đứa, anh cũng ghét với cái thằng sếp kiểu đó. Dạ. Anh không ưa. Dạ. À, hai đứa cứ nghĩ hết về công ty anh, thấy không? Dạ. Về đây làm với anh. Dạ. Nè, muốn ký cái gì là anh ký cái đó, thấy không? Ý. Em muốn tăng lương phải không? Trời ơi, tăng lương là chuyện nhỏ. Anh có thể cho em cả cái công ty này còn được mà. Trời ơi, thiệt cả sếp. Tất cả sổ sách tài sản công ty. Đó, nó nghe nằm đó kìa. Nó nằm ngay chỗ đó. Nó lấy đi. Lên nguy hiểm nhất là nó an toàn nhất. Đây, 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 mời anh làm ly nữa đi. Anh nói mấy em, anh thoải mái. Đời anh là nó không có tiếc cái gì. Ký, ký anh luôn ơi. Cái gì? Mình ký luôn cho nó nóng. Bia rượu anh còn uống được mà ba cái chữ ký quan trọng gì em. Em tên gì? Dạ em tên là Lê Văn Đạt. Em tên gì? Em là Lê Tùng Giang. Rồi thằng Đạt Giang phải không? Muốn tên này có tên nè. À, nhưng mà khoan đúng không? Bây giờ mà tên là phải có con dấu. Con
giấu nó mới có giá trị. Đúng rồi. Mày hay quên. Giấu giấu lên. Nè 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 này. Đây nè, tất cả tài sản công ty nè. Anh cho anh Đạt nè. Anh ơi. Cảm ơn anh được. Anh cho anh Giang nè. Anh được. Ê ê ê ê, gì vậy? Ý. Gì ngồi bàn với mấy ông nội? Vụ gì đây? Gì? Ai đây? Là sao? Là ai đây? Ê ê ê, đừng có giỡn mặt với tôi nha, đừng có giỡn mặt nha. Không có giỡn mặt. Gì mới giỡn mặt nè? Mấy ông nội làm cái gì vậy? Ông bớt ồn ào trong cái phòng giám đốc. Mời ông ngồi cho bình tĩnh nói chuyện nha. Không thì tôi kêu bảo vệ đuổi á. Mời ngồi. Từ từ, cái gì cũng có giải quyết hết. Gì vậy mấy cha? Nói ông nghe. Ừ. Anh tới đây tìm ai? Trời ơi mấy cha, ở đây phòng của con mấy cha. Phòng giám đốc phòng con. Biết là phòng giám đốc rồi, nhưng mà không phải phòng của anh. Phòng của tôi. Đúng rồi. Ê, không có giỡn nha, đàng hoàng, nói đàng hoàng đi là sao? Đàng hoàng, phải vậy mới hiểu đúng không? Đây, giấy trắng mực đen có chữ ký của con mọc của anh. Anh đã chuyển toàn bộ tài sản của anh cho hai đứa tôi rồi. Đúng. Nha. Giỡn chơi mấy ông nội. Coi đi nè đó. Ai ký ai giấy gì đâu? Anh ký đó. Mọc của anh luôn. Ủa chữ ký mình mà ta. Ừ. Nhưng mà ai ký với cái ký hồi nào? Đâu có đâu. Nhớ nhặt rồi nhớ. Anh ruột. À. Vậy là hai thằng bay. Hai thằng bay lừa tao. Chuốc rượu tao xỉn. Trời ơi. Tài sản của tôi. Trời ơi, hai con chó. Không có khóc nghe. Không có ăn vạ nha. Ăn vạ cái gì? Thở bên tim. Thở bên tim. Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Ê, thấy tội em rồi. Thôi cũng kệ mày ơi. Anh xin lỗi, kẹt xe quá tới trễ. Lại lý do lý chấu. Lần nào anh cũng phải để tôi đợi. Anh biết muộn mấy phút rồi không? 5 phút rồi đấy. Mắt anh có đờ mà. Đeo đồng hồ làm cảnh nha. Hả? Hay là vừa đi vừa liếm đường cho nên mới lâu như thế? Này, nhìn thẳng vào mặt tôi đi. Tại sao anh cứ phải cụp pha xuống? Lần nào tôi chửi anh cũng phải cụp pha xuống hay như nào? À, anh chán ghét tôi rồi đúng không? Hay là có con khác rồi? Không có, anh không có ý đó em ơi. Nha, không, không có, không có, không có. Không có ý đấy là như nào? Lần nào cũng không, không, không. Thế không có ý đấy là như nào? À! Tôi tới đây là có một điều muốn nói với em. Hả? Cái gì? Anh dám chia tay tôi hả? Thì sao? Tôi tốt với anh vậy mà anh dám chia tay tôi hả? À, đồ khốn nạn! Cho em cốc nước sôi. Ê. Sao? Có điều gì để nói? Anh mới nhận ra một điều. Ừ. Cuộc sống của anh không thể nào sống thiếu em được. Em làm vợ anh nghe. Ê không, em làm vợ anh nghe. Nhẫn đâu? Một trận hành gì cũng không có. Nhẫn đâu? Bây giờ anh dẫn em đi mua nhẫn nha. Nhẫn vàng, kim cương gì cũng được. Đi 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 đi. Kim cương là phải 10 ly tôi mới nhận. Xính lễ vàng 10 cây. Nhà lầu xe hơi. Mà quan trọng ấy là còn lên danh sách khách mời nữa.